Thưa các bạn, vụ án Vũ Quang Thuận và đồng bọn đã kết thúc giai đoạn điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát truy tố các đối tượng theo tội danh tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Vụ án Vũ Quang Thuận cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Điển bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét bắt giữ hai nghi can Vũ Quang Thuận sinh năm 1966, quê quán Thị Tường, Thái Bình, tạm trú tại A18, khu tập thể Viên Thiết kế Bộ Giao thông Vận tải, thuộc tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, và Nguyễn Văn Điển sinh năm 1983, quê quán Hải Phượng, Hải Hậu, Nam Định, tạm trú tại A18, khu tập thể Viên Thiết kế Bộ Giao thông Vận tải, thuộc tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, về hành vi làm phát tán video clip có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 2017, đã hoàn tất giai đoạn điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị can Vũ Quang Thuận đã từng được công ty luật Hà Sơn xin bào chữa từ giai đoạn điều tra, nhưng xét thấy không đảm bảo yếu tố bí mật an ninh quốc gia nên không được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận. Và nay, sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho công ty luật Hà Sơn được tham gia tố tụng với tư cách bào chữa cho bị can Vũ Quang Thuận. Ngoài các bị can trên, thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội có triệu tập nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án như Phan Văn Bách, Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va, Lê Trọng Hùng, Phạm Chí Thành để làm rõ mức độ liên quan của các đối tượng này. Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009, bị can Vũ Quang Thuận bị đề nghị truy tố theo khoản 1 điều 88, có mức án cao nhất là 12 năm tù giam. Xôn xao về thông tin thánh phán Vũ Quang Thuận và kẻ cộng tác với ông ta là Nguyễn Văn Điểu đã bị bắt. Chúng cho rằng việc bắt hai ông này nhằm ngăn chặn tổng biểu tình ngày 5 tháng 3. Thảo Teresa ca ngợi Thuận là kẻ dám vạch mặt lũ bán nước hại dân và sự thật của một kẻ được gọi là cha già dân tộc. Được biết, khi tiếp nhận Thuận từ cảnh sát Malaysia trao trả năm 2011, phóng viên báo Công an bình phẩm, anh ta luôn miệng ba hoa rằng anh ta có thể làm tốt các chức vụ như Bộ trưởng An ninh, Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng, ngang tầm với một số nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới như Đặng Tiểu Bình, Lý Quang Diệu hay Putin. Khi đón Thuận về đến sân bay, công an đã đọc lệnh bắt tạm giam về hành vi trốn ra nước ngoài nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Sau đó không thấy Thuận bị đưa ra xét xử, chỉ thấy trên mạng trôi nổi giấy xuất viện, Thuận đã kết thúc chu trình chữa bệnh hơn một năm từ 2013 đến năm 2014. Chẳng được bao lâu, nhất là từ khi Thuận cặp với Lê Thăng Long đi vận động khắp cả nước cho diễn đàn bầu chọn tổng thống và những kế hoạch vĩ đại. Có chủ blog đã tổng kết, Vũ Quang Thuận tự phong các chức vụ sau: Tổng thống Việt Nam Dân Chủ Lâm Thời, Chủ tịch sáng lập Ủy ban vận động thành lập Chính phủ Chung Thế Giới, Chủ tịch sáng lập Ủy ban vận động thành lập Quân đội Chung Thế Giới, Chủ tịch sáng lập Ủy ban vận động thành lập Chính phủ Chung ASEAN, Chủ tịch sáng lập Ủy ban vận động thành lập Đồng tiền chung ASEAN, Chủ tịch sáng lập Ủy ban vận động thành lập Quân đội chung ASEAN, vân vân. Rồi từ cuối năm 2016, ông ta lại có trò sản xuất clip với tốc độ chóng mặt. Blog Ba Đầm Xòe đã tổng kết, Thuận đã sản xuất trên 200 video clip với lượng view khủng, cho thấy trong phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, Vũ Quang Thuận rất nổi tiếng. Thậm chí học giả Lê Dũng Vô Va, biểu tình viên No Hill, bạn chí cốt với Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng vừa mới chính thức tham gia làm kênh Chấn Hưng Nước Việt, hội nhập cùng kẻ mà phần lớn đồng bọn của ông ta cho là tâm thần này. Có vẻ như những kẻ tâm thần rất có giá trong phong trào dân chủ Việt. Hết Lê Anh Hùng được làng BBC, Bầu Xít, trí thức nhân sĩ, lão thành cách mạng tôn sùng, được cả làng dân chủ bảo kê, ép bà mẹ của Hùng đưa anh ta ra ngoài cho họ chữa chạy. Nguyễn Bá Đăng với đạo tiên thánh gì đó được lão thành dân chủ Nguyễn Thanh Giang trưng dụng viết tập san tổ quốc cho Nguyễn Gia Kiểng, nay lại đến Vũ Quang Thuận. Chắc vì biết rõ bệnh của Thuận nên dù dư luận bức xúc với ngôn từ xuyên tạc lịch sử, thóa mạ lãnh tụ, hô hào thánh chiến, nhưng lâu nay công an Việt Nam vẫn làm ngơ kệ Vũ Quang Thuận muốn chém gió thì chém. Nay có lẽ thấy anh ta không còn tâm thần miệng nữa mà đã chuyển ra thành hành động, lại có khả năng dẫn dắt, lôi kéo ngày càng đông đảo các con bệnh tiềm năng đi theo, nên đành bắt nhốt đi cho đám dân chủ Việt đỡ tâm thần theo chăng.